Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị tạo một con bot Telegram cá nhân để cho các anh chị có thể là tự động giao dịch, tự động tắt bật tắt ha. Đấy. Thì đầu tiên anh chị gõ vào cái thanh tìm kiếm, anh chị gõ cái từ là bot folder cho mình ha. Đấy. Đầu tiên bên trên ha. Bot folder anh chị lấy token ha. Rồi sau đó anh chị bấm chữ start ha. Rồi, sau đó anh chị bấm vào chữ là new bot. Rồi lúc này anh chị sẽ đặt cho con bot một cái tên ha. Bot cá nhân của tôi. Mình ví dụ như vậy ha. Rồi ok. Đó. Rồi. Rồi sau đó anh chữ bấm vào cái thanh tìm kiếm chữ A cộng win. Đó, giống như màn hình cho màn hình mình để đó. Rồi anh chị bấm vào ha. Rồi sau đó anh chị bấm chữ start ha. Rồi sau đó anh chị nhập cái tên biệt danh mà các anh chị đã lúc đã anh chị đăng ký ha. Đó. Lúc anh chị đăng ký cái tên biệt danh trên cái sàn á, anh chị nhập vào đây ha. Ví dụ như của mình là Phúc Lộc giàu sang. Ghê, nghe tên ghê ha. Đấy mình vào đấy lúc bây giờ đó, ok đó. Rồi lúc này anh chị trở lại cái con bot folder ha. Đó anh chị copy giùm mình cái dòng token này ha, cái từ chữ số mà 57 nè, đó chữ là z zc nè, anh chị copy cái đó ha. Rồi rồi anh chị trở lại bên này, anh chị dán cái token vào ha. Rồi như vậy là coi như là thành công ha. Rồi lúc này là anh chị bắt đầu anh chị bấm vào cái chữ là bắt đầu dây ha. Rồi sau đó anh chị bấm chữ start, sau đó anh chị xét một cái lệnh cho mình, anh chị bấm là sạc bb. Đấy thì lúc này nó sẽ ra là 56 cái phương pháp ha. Đấy có 56 cái phương pháp để cho các chị là sử dụng.